Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái dạng bệnh lý rất là phổ biến ở trên trâu bò nha các bạn, đó là cái sán lá gan các bạn. Và ở nước ta hiện nay đó bạn, cái vấn đề về sán lá gan á, đang được quan tâm rất là nhiều. Cho nên là tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái bài học này về cái nguyên nhân gây ra bệnh cũng như là triệu chứng bệnh tích và cái cách chúng ta phòng và trị cái dạng này như thế nào cho nó hợp lý nhé các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cái nguyên nhân các bạn. Cái này nó do hai cái loại sán có tên là Fasciola gigantica và Fasciola hepatica gây ra nhé các bạn. Về cái hình thái của nó đó thì các bạn xem trên màn hình đó, đây là cái Fasciola gigantica, còn đây là cái Fasciola hepatica nhé các bạn. Thì về cái đặc điểm dịch tễ á, các bạn chú ý là cái bệnh này nó xảy ra ở tất cả các cái loài nghe lại nhé các bạn. Và trâu bò bị nhiễm bệnh nặng hơn ở mọi lứa tuổi. Các bạn chú ý nhé. Trâu bò nó sẽ bị mắc ở mọi lứa tuổi và khi mà nó gặp cái tình trạng này nó sẽ bị nặng hơn các loại khác. Và cái tỷ lệ mà trâu bò nhiễm cái bệnh này ở khu vực miền núi các bạn thường là nó rơi vào tầm khoảng 35% nhé các bạn. Còn ở các cái vùng đồng bằng á là cao hơn cỡ khoảng 70% các bạn. Và bê nghé non các bạn nó bị bội nhiễm nó sẽ phát bệnh ở cái thể cấp nhé các bạn. Còn đối với những con trâu bò lớn á thì nếu như mà bị dạng này thì thường nó sẽ ở cái thể mãn là nhiều hơn. Thì với cái điều kiện khí hậu của nước ta hiện nay đó bạn thì cái bệnh nó sẽ xảy ra quanh năm. Và hầu hết tất cả các trâu bò mà nhập với các bạn nó đều mắc phải cái dạng tình trạng sán lá gan này, kể cả những con bò sữa đó bạn. Và trâu bò mà nhiễm sán lá gan khi mà gặp cái điều kiện không thuận lợi, ví dụ như là cái quá trình làm việc của nó nặng nhọc này các bạn, nó thiếu các cái dạng thức ăn này, thiếu chất dinh dưỡng này, hay là cái thời tiết nó thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh chẳng hạn, và chúng ta không có chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng nó một cách tốt nhất thì nó sẽ rất là dễ dàng bị nhiễm thêm các cái dạng bệnh lý truyền nhiễm khác ở trên con trâu hay là con bò, ví dụ như là tụ huyết trùng chẳng hạn. Nên các bạn đặc biệt lưu ý cái vấn đề này nha. Thì chúng ta cùng đi phân tích về các cái triệu chứng của cái dạng bệnh lý này. Thì đầu tiên là cái thể cấp các bạn. Thể cấp là như nãy tôi nói các bạn á, thường là do nó bội nhiễm. Đối với những cái con bê nghé non á, thì nó sẽ gặp cái tình trạng thể cấp này. Thì nó sẽ bỏ ăn này các bạn. Chướng hơi dạ cỏ nè, thì tôi đã có phân tích cho bạn một cái bài chướng hơi dạ cỏ trên trâu bò rồi, các bạn xem lại bài đó giúp tôi nhé. Và nó có thể tiêu chảy rất là dữ dội và cái phân nó lỏng các bạn, cái màu vàng xám cũng như là cái mùi tanh. Thì về các cái tính chất phân cũng như là cái dạng bệnh lý tiêu chảy ở trên con trâu hay là con bò tôi cũng đã có phân tích cho bạn một bài rồi á, các bạn xem lại luôn nhé. Thì sau khi mà tiêu chảy như vậy bạn thì chỉ vài ngày sau thôi, những con vật của chúng ta nó mất nước này bạn, nó mất sức này, cho nên nó không có đi lại được và nó nằm bệt tại chỗ. Và nếu như mà không được điều trị kịp thời các bạn thì các bạn nó sẽ chết trong tình trạng là mất nước, rối loạn điện giải và kiệt sức. Hiện tượng này thì nó hay xảy ra ở bê nghé dưới 1 năm tuổi. Và cái thể thứ hai các bạn, cái thể mãn. Cái thể mãn này thì thường là trâu bò bị bệnh nó sẽ gầy dần đi và cái cơ thể nó suy yếu, nó ăn ít nè các bạn, cái niêm mạc nó nhợt nhạt, lông nó xù và rất là dễ rụng lông nhé các bạn. Và thường các bạn sẽ thấy nó bị thủy thủng ở cái khu vực vùng mí mắt á, ở yếm ngực, hay là nó nhai lại rất là yếu, đồng thời nó sẽ bị thiếu máu. Ở các cái niêm mạc các bạn thấy nó không có hồng hào nữa các bạn, mà nó bị tái nhợt các bạn, và nó chướng hơi nhưng mà chướng hơi dạng nhẹ thôi nhé các bạn. Nó cũng bị tiêu chảy kéo dài và có khi một số trường hợp nó lại bị táo bón. Và trên con vật các bạn nếu như mà nó bị ghép thêm cái dạng bệnh lý khác thì có thể là nó sẽ bị cái dạng triệu chứng thần kinh ở trên đó, nhưng mà ít thôi nha các bạn. Và những cái con cái các bạn thường nó sẽ mất dần đi cái khả năng sinh sản cũng như là cho sữa của nó. Và trâu bò cho sữa đó bạn nó bị nhiễm thì cái lượng sữa các bạn lưu ý là nó sẽ giảm sút rất là nhiều, nó giảm cỡ khoảng 20 đến 50% các bạn. Và con trâu con bò chúng ta nó có thể chết do kiệt sức nếu như mà cái quá trình các bạn tận dụng nó quá nhiều hoặc là các bạn không có điều trị cho nó kịp thời đấy. Như vậy thì chúng ta cần phải phân biệt các cái dạng triệu chứng này với cái dạng ký sinh trùng đường máu ở trên trâu bò. Thì tôi đã có phân tích cho bạn một cái bài rất là chi tiết về so sánh cũng như là điều trị các dạng ký sinh trùng đường máu rồi, các bạn xem lại đó nhé. Ở đây tôi chỉ nói cho các bạn sơ khởi qua thôi, tức là trâu bò mắc các dạng bệnh lý ký sinh trùng đường máu và nó cũng có các cái triệu chứng giống như là cái dạng sán lá gan này. Tôi ví dụ như là gầy yếu nè, thiếu máu, sản lượng sữa giảm, hoàng đản hay là tiêu chảy. Hoàng đản tức là ở trên cái da đó các bạn sẽ thấy nó không có còn hồng hào nữa mà nó chuyển sang cái màu vàng hay là màu tím các bạn. Nhưng mà ở cái dạng ký sinh trùng đường máu ở trên trâu bò, các bạn chú ý giúp tôi là nó thường là sốt rất là cao, là khoảng 40 đến 42 độ. Và khi sốt các bạn
Khi sốt cao như vậy á, nó sẽ thể hiện các cái triệu chứng thần kinh. Tao ví dụ như là nó quay cuồng nè, đi lòng vòng nè, run rẩy từng cơn. Còn trong khi cái bệnh sáng lá gan trâu bò bạn thì thường là nó tiêu chảy kéo dài, như nãy tôi nói các bạn, viêm ruột, cái phân lỏng xám, cái mùi tanh. Cho nên chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ phân biệt được giữa cái ký sinh trùng đường máu và cái dạng sáng lá gan trên trâu bò này. Nên các bạn chú ý nhé. Cho nên là trong cái quá trình mà các bạn chẩn đoán không phải đơn giản đâu các bạn, thì để mà có cái kiến thức mà tốt nhất trong cái quá trình mà các bạn chẩn đoán và điều trị bệnh cho trâu bò cũng như là các loài vật khác, thì các bạn có thể đăng ký các khóa về đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy và một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sẽ khoa học, sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học á, thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Thì đối với cái bệnh lý á bạn, thì cái con sáng non á, ở trong cái quá trình mà nó di hành, nó sẽ làm tổn thương ở các cái mô gan của con trâu hay là con bò chúng ta, và nó sẽ gây ra tình trạng viêm gan nhiễm khuẩn, và nó gây ra cái hiện tượng là viêm túi mật cũng như là tắc ống mật, tổn thương các cái niêm mạc ruột non của con vật. Và đối với những cái con sáng trưởng thành đó bạn, thì nó sẽ sống ở trong cái lồng ống mật các bạn, và nó sẽ thường xuyên kích thích ở khu vực đó, và mật nó sẽ bị ứ lại mà nó thấm vào máu, gây ra cái dạng hoang đản trên con vật là như vậy. Thì ngoài cái việc gây tổn thương ở tại khu vực gan mà nó định vị, thì những cái con sáng trưởng thành đó bạn, nó sẽ hút cái chất dinh dưỡng cũng như là hút máu của con trâu bò để nó lớn lên, và đồng thời nó sẽ tiết ra cái độc tố mà gây rối loạn hệ thống tiêu hóa con vật, cho nên nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tiêu chảy hoặc là táo bón như là nãy tôi có phân tích cho các bạn á. Nó sẽ gây ra viêm ruột nha các bạn, và làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe con trâu bò, và có thể là dẫn đến cái tình trạng tử vong nếu như mà con trâu bò ta nó bị kiệt sức và chúng ta không có chăm sóc cách kỹ càng. Như vậy thì chúng ta cần phải phòng cái dạng bệnh lý này như thế nào? Thì trước tiên là các bạn cần phải làm tốt cái công tác vệ sinh cái này các bạn tiêu độc khử trùng chuồng trại này, chúng ta diệt các cái mầm bệnh trong môi trường tự nhiên, là các bạn có thể ủ phân để chúng ta diệt các cái trứng của sáng lá gan, và các bạn định kỳ chúng ta tẩy sáng lá gan 2 lần một năm nhé các bạn, cho toàn cái đàn của chúng ta. Thường là các bạn tẩy vào tháng 4 và tháng 8 thì như vậy thì nó sẽ hợp lý. Chúng ta kết hợp với các cái biện pháp diệt ốc, bởi vì cái con ốc các bạn nó là cái ký chủ trung gian mà truyền lây mầm bệnh này. Ví dụ các bạn có thể dùng cái đồng sunfat này, cái nồng độ khoảng 3-4% là cái COSO4 đó các bạn phun lên cái đồng cỏ hoặc là các cái cây thủy sinh chẳng hạn, để chúng ta diệt ốc và cắt đứt đi cái giai đoạn phát triển của con sáng lá ở cái thời kỳ ấu trùng, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Thì khi mà các bạn cắt cỏ cho trâu bò ăn á, các bạn không có cắt cái phần chìm ở trong nước nhé các bạn lưu ý nhé. Và nếu như mà các cái phần cỏ nó bị ngập nước thì chúng ta cần phải rửa sạch đi. Và các bạn không nên chăn thả trâu bò tại những cái vùng đầm lầy này, bờ kênh, mương hay là khu vực đọng nước. Còn đối với trâu bò mà mới nhập đàn á, các bạn cần phải kiểm soát tốt cái nguồn thức ăn này, nước uống này, cũng như là những cái vùng mà bị nhiễm nặng á, các bạn không có chăn thả tự do ở khu vực đó để tránh cái nguy cơ mà bị lây lan cũng như là nhiễm cái sáng lá gan này nhé các bạn. Và chúng ta phải theo dõi, kiểm tra cũng như là tẩy sáng lá gan kịp thời cho những con mà đang bị mắc bệnh. Chúng ta phải chăm sóc nuôi dưỡng tốt, nâng cao sức đề kháng cũng như là nâng cao thể trọng con trâu bò lên, để khi mà nó có bị bệnh này thì nó sẽ mau chóng hồi phục và nó sẽ không bị ghép thêm cái dạng khác. Như vậy thì chúng ta sẽ đi điều trị cho những cái con bị bệnh lý này như thế nào? Thì khi các bạn phát hiện những cái triệu chứng và các bạn kết luận là nó bị cái dạng sáng lá gan này á, thì chúng ta có thể sử dụng một trong các cái dạng thuốc sau nhé các bạn. Ở trên thị trường nó có rất là nhiều dạng. Thì đây tôi nêu ra các bạn bốn cái đại diện. Đó là cái Brazicanten các bạn, hoặc là cái Albendazole, hay là cái Triplabendazole, hoặc là cái Prafosanit. Thì đây là bốn cái dạng rất là thường hay dùng. Các cái công ty thuốc thú y sẽ bào chế ra từ những cái bốn cái tên hoạt chất này các bạn, người ta sẽ bào chế ra những cái dạng tên thương mại khác nhau. Thì các bạn cứ mang những cái tên hoạt chất này, các bạn đi đến các cái tiệm thuốc hay là phòng khám thú y á, thì người ta sẽ đưa ra cho các bạn các cái tên thương mại của những từng sản phẩm nhé các bạn. Thì tùy theo khu vực các bạn, người ta đang xài những cái của công ty nào thì người ta sẽ có cái tên thương mại khác nhau, nhưng mà các bạn cần phải ghi chú lại các cái tên hoạt chất này giúp tôi. Và dĩ nhiên trong cái quá trình mà chúng ta điều trị cái nguyên nhân chính đó là cái dạng sáng lá gan, thì chúng ta cần phải sử dụng thêm các cái dạng thuốc bồi bổ
tăng sức đề kháng cho con trâu bò. Ví dụ các bạn dùng các dạng vitamin C, B1, B12 chẳng hạn. Thường thì cái này chúng ta tiêm theo cái liệu trình là 3 đến 5 ngày và phải kết hợp với cái chế độ dinh dưỡng chúng ta cho nó tốt để cho con vật nó nhanh chóng hồi phục nhé các bạn. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có cái khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu và các cái quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua v.v. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.